Extraordinary, happy is what I feel now, just being here makes me cry with joy. In life, there are many lessons that you learn, such as, be kind, or, live life to the fullest, and these are good life messages, but they weren't mine. That is because until the age of 14, I didn't even have my own life, I grew up in the middle of Somalia, a destitute village with no mom, just an inexorable dad. I can remember this day as vividly as anything else, it was the day that changed my whole life. Walking home with the cattle, it caught my eye a poster as I walked towards it, it became easier to read, and I could see every letter on it. I read the words aloud in my head, Paula's secondary school opening dot pervading into my mind the feeling of excitement rejoiced me, tingling with exhilaration. My fingers couldn't stop intertwining with each other. Then out of the corner of my eye, I saw it cost. One thousand shillings, please reserve your place as soon as possible. Suddenly, those tears of joy became tears of sadness and pain. There was no way I could afford that, I thought, unless I somehow managed to get this money. Running forwards, I dragged the cattle along with me to the market. Just before I could stop myself, it was gone, I had sold it away for one thousand one hundred shillings. It was less than the cattle was actually worth, but it would be enough to pay for my dream. I had to go quickly, after I had paid, a sudden terror froze me. What was I going to tell my father? Fear is as ubiquitous as sunlight on these cracked streets. There are the leaders who watch for the end they know must come. It is the fear of the prey or the fear of the street soldier, the arena ever changing for both yet forming a prison. Being scared is so normal, so inescapable, that it is ignored by the majority. Not me though, I'm going to be different. I'm going to stand up to him, as I go into the house I saw his face, he was drunk again, where is my cattle? He shouted, I couldn't speak but I know I had to. I sold it, I replied whilst I put my head down low so that I could avoid eye contact with him. Why? His voice boomed in the atmosphere. I spent it on going to school and it's non refundable. I replied, trembling with fear, You did what? He replied. Coming closer, my hands trembled at his presence, this couldn't be good. His hand came and slapped me across the face, the pain was unbearable. Tears escaped my body as if they cannot bear to witness another physical assault, so I ran out of the room, I couldn't bear to get near him any longer. This moment changed my whole life. Weeks passed, and my father had forgotten some of this, but not all. His eyes still started at me like I was some lunatic, and he never ever left me unsupervised. The day of school was the worst, he told me that I had to pay back all the money for my school by getting another job somewhere else. Reluctantly, I agreed, after a year of schooling, I had paid back all that I had taken from my father. It was a very stressful year because of the pneumonia was very prevalent in our country and I saw doctors coming in. They did a fantastic job. They were extraordinary. The last year of high school was the most memorable of course. Even though there were my main exams, I still got to enjoy life with my friends and seemed to find my life here and finally I had a life. Me and my father didn't talk much because whenever I came back from my part-time work he was either heavily drunk or just not there. Furthermore, I never saw him in the morning mainly because he didn't even wake up and also I had to get up early to go to school or revise at the local library. However, to be honest, I didn't want to see him just like he didn't want to see me. On the last week, the test results came in, I had gotten full marks on all of them and my name was in the newspaper. It was extraordinary, my happiness was like the sun rising, casting the trees in their virescent hues and bringing the warm brown tones back to the earth. It's as if invisible holes were poking into my skin and all my tension leached out. An overwhelming feeling came over me, I actually stood a chance to go to a good college. Happiness flowed through me, warming my skin like the rays of an early summer Sunday. Suddenly, I was called into the headmaster's room, but I hadn't done anything wrong, so what could it be about? I thought, Kasho, please sit down, he beckoned, taking a seat right in front of him, I nodded. Staring at me, his eyes started to examine me. Something wasn't right, I thought, something was just odd, and I could tell by the way that he looked at me. Sitting upright, this was the hardest speech he had ever made, I thought. But why, Miss Kasho, I have recently been told that your test scores are fantastic and are the highest of the country. He told me, but sir. I interrupted, I wanted to know whether I was in trouble or not, I couldn't bear it anymore, it was slowing, eating me up. Please don't interrupt me. So where? Đặc biệt, hạnh phúc là điều tôi cảm thấy bây giờ, chỉ cần có mặt ở đây thôi cũng khiến tôi bật khóc vì sung sướng. Trong cuộc sống có rất nhiều bài học mà bạn học được như sống tử tế hay sống hết mình và đây là những thông điệp cuộc sống tốt đẹp, nhưng chúng không phải là của tôi vì cho đến năm 14 tuổi, tôi thậm chí còn không có cuộc sống của riêng mình, tôi lớn lên ở giữa Somalia, một ngôi làng nghèo khó. Không có mẹ chỉ có một người cha đáng thương. Tôi có thể nhớ ngày này một cách sống động như bất cứ điều gì khác. Đó là ngày thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Đi bộ về nhà với đàn gia súc, nó đập vào mắt tôi. Một tấm áp phích. Khi tôi đi về phía nó, nó trở nên dễ đọc hơn và tôi có thể nhìn thấy mọi chữ cái trên đó. Tôi đọc to những từ trong đầu khai giảng trường trung học của Paula. Cảm giác thích thú tràn ngập trong tâm trí tôi làm tôi vui trở lại. Trưng trưng với niềm vui sướng. Các ngón tay của tôi không thể ngừng đan vào nhau. Sau đó, từ khóe mắt của tôi, tôi nhìn thấy nó. Chi phí, một nghìn linh vui lòng giữ chỗ càng sớm càng tốt. Đột nhiên, những giọt nước mắt vui mừng ấy trở thành những giọt nước mắt buồn bã và đau đớn. Không có cách nào mà tôi có thể mua được như tôi nghĩ. Trừ khi bằng cách nào đó tôi có thể kiếm được số tiền này, chạy về phía trước, tôi kéo gia súc cùng với tôi vào chợ. Ngay trước khi tôi có thể ngăn mình lại, nó đã biến mất, tôi đã bán nó đi với giá 1.100 si Nó ít hơn số gia súc thực sự đáng giá nhưng nó sẽ đủ để trả cho ước mơ của tôi. Tôi phải đi nhanh chóng, sau khi tôi trả tiền, một nỗi kinh hoàng đột ngột làm tôi đóng băng. Tôi sẽ nói gì với cha tôi, nỗi sợ hãi cũng phổ biến như ánh sáng mặt trời trên những con đường nước nẻ này. Có những nhà lãnh đạo luôn theo dõi đến cùng mà họ biết phải đến đó là nỗi sợ hãi của con mồi hay nỗi sợ hãi của người lính đường phố đấu trường luôn thay đổi cho cả hai nhưng lại hình thành một nhà tù sợ hãi là điều quá bình thường không thể tránh khỏi đến nỗi nó bị số đông phớt lờ tuy nhiên không phải tôi tôi sẽ khác tôi sẽ chống lại anh ấy khi tôi vào nhà tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy anh ấy lại say gia súc của tôi ở đâu anh ta đã hét lên tôi không thể nói nhưng tôi biết tôi phải làm thế tôi đã bán nó tôi trả lời trong khi cúi đầu xuống thấp để tránh giao tiếp bằng mắt với anh ta tại sao giọng nói của anh ấy vang lên trong bầu không khí tôi đã dùng số tiền đó để đi học và số tiền này không được hoàn lại tôi run rẩy trả lời vì sợ hãi bạn đã làm những gì anh ta trả lời đến gần hơn tay tôi rung lên trước sự hiện diện của anh ấy điều này không thể tốt được tay anh ta đưa tới tát ngang mặt tôi đau không chịu nổi nước mắt chảy ra trên cơ thể tôi như thể họ không thể chịu đựng được khi chứng kiến một cuộc tấn công thể xác khác vì vậy tôi đã chạy ra khỏi phòng và không thể nào đến gần anh ấy được nữa khoảnh khắc này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi nhiều tuần trôi qua và cha tôi đã quên một số điều này nhưng không phải tất cả mắt anh ấy vẫn bắt đầu nhìn tôi như thể tôi mất trí và anh ấy chưa bao giờ để tôi giám sát ngày đến trường là ngày tồi tệ nhất anh ấy nói với tôi rằng tôi phải trả lại tất cả tiền học cho tôi bằng cách kiếm một công việc khác ở một nơi khác. Bất đắc dĩ, tôi đồng ý, sau một năm học, tôi đã trả lại tất cả những gì tôi đã lấy từ cha tôi. Đó là một năm rất căng thẳng vì bệnh viêm phổi rất phổ biến ở nước ta và tôi thấy các bác sĩ đến, họ đã làm một công việc tuyệt vời. Họ thật phi thường, năm cuối cấp 3 tất nhiên là đáng nhớ nhất, mặc dù có những kỳ thi chính của tôi tôi vẫn phải tận hưởng cuộc sống với bạn bè và dường như tìm thấy cuộc sống của tôi ở đây và cuối cùng tôi đã có một cuộc sống tôi và bố tôi không nói chuyện nhiều vì bất cứ khi nào tôi đi làm thêm về ông ấy đều say xỉn hoặc không có ở đó hơn nữa tôi không bao giờ gặp anh ấy vào buổi sáng chủ yếu vì anh ấy thậm chí còn không thức dậy và tôi cũng phải dậy sớm để đi học hoặc ôn tập ở thư viện địa phương tuy nhiên thành thật mà nói tôi không muốn gặp anh ấy giống như anh ấy không muốn gặp tôi vào tuần trước kết quả kiểm tra đã có tôi đã đạt đầy đủ điểm cho tất cả chúng và tên của tôi đã được đăng trên báo nó thật phi thường niềm hạnh phúc của tôi giống như mặt trời mọc đổ bóng cây cối và mang tông màu nâu ấm áp trở lại với trái đất cứ như thể những cái lỗ vô hình đang chọc vào da tôi và khiến tôi căng thẳng tột độ một cảm giác choáng ngợp ập đến tôi thực sự đã có cơ hội vào một trường đại học tốt Hạnh phúc tràn qua tôi, sưởi ấm làn da tôi như những tia nắng đầu hè. Đột nhiên tôi được gọi vào phòng trưởng phòng, nhưng tôi không làm gì sai. Vậy nó có thể là gì? Tôi đã nghĩ, sô, hãy ngồi xuống. Anh ta ra hiệu, ngồi ngay trước mặt anh. Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt anh ấy bắt đầu dò xét tôi. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn, có điều gì đó thật kỳ quặc và tôi có thể biết được bằng cách anh ta nhìn tôi. Ngồi thẳng lưng đây là bài phát biểu khó nhất mà anh ấy từng khiến tôi phải suy nghĩ nhưng tại sao cô caso gần đây tôi đã được thông báo rằng điểm kiểm tra của cô rất tuyệt vời và cao nhất cả nước anh ấy nói với tôi nhưng thưa ông tôi ngắt lời tôi muốn biết liệu mình có gặp rắc rối hay không tôi không thể chịu đựng được nữa nó đang dần ăn mòn tôi xin đừng ngắt lời tôi vậy ở đâu